Xin chào tất cả các anh chị em học viên. Hôm nay chúng ta sẽ tới một khóa học thứ hai trong chuỗi Canva của tôi, đó chính là khóa học vua sáng tạo Canva. Và ngay trong video đầu tiên này thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em làm sao để có thể uh, lưng tầm thiết kế Canva của mình. Và như chúng ta biết thì uh, Canva là một công cụ vô cùng mạnh và chúng ta đã xem những video của 21 ngày thành đạo Canva thì chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều sức mạnh của nó, đúng không? Tuy nhiên thì tôi muốn rất muốn nhấn mạnh với tất cả chúng ta rằng là uh, Canva bây giờ chúng ta nó phải như là một cái vũ khí cho tất cả chúng ta đó, đúng không? Vậy thì làm sao để ứng dụng Canva một cách hiệu quả, làm sao để có thể nâng tầm thiết kế của mình? Thì tôi sẽ mở một cái file ra và tôi sẽ ghi chú cho chúng ta một số cái điều để chúng ta có thể ứng dụng nha. Điều số 1 là chúng ta cần phải xác định là phải hiểu được về các tính năng của Canva nhá. Điều này rất quan trọng. Chúng ta cần phải đào sâu cái việc này, đúng không ạ? Đó là khi mà chúng ta um, thao tác cái những tính năng này nó sẽ phải dễ dàng nhất có thể đúng không ạ? Đó thì chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái giao diện trên màn hình ở trong cái khóa 1 thì chúng ta đã học được rất nhiều rồi đúng không ạ cái thứ hai đó chính là bộ tìm kiếm các bạn nha đấy, bộ tìm kiếm ở dạng từ khóa đấy các bạn đó ở ngay trong cái khóa 1 là cũng có cái bộ tìm kiếm như rồi các bạn nha chúng ta sẽ tìm kiếm đúng không ạ cái kỹ năng tìm kiếm trong mục element các thứ này rất là quan trọng đúng không ạ để ra cho tất cả chúng ta mọi thứ thứ ba là chúng ta phải hiểu về nguyên tắc thiết kế nha nguyên tắc thiết kế đúng không ạ tiếp theo nữa là chúng ta phải hiểu về phong cách thiết kế chúng ta có 9 nguyên tắc thiết kế mà chúng ta đã được học đó và chúng ta có 13 cái phong cách đúng không ạ thiết kế mà chúng ta cũng đã được học đúng không ạ trong cái khóa 1 đúng không ạ chúng ta có rất nhiều những cái nguyên tắc và phong cách có thể giúp chúng ta thành công đúng không ạ đấy và điều đặc biệt tôi nghĩ là chúng ta phải à, xem đúng không ạ xem và thực hành thật nhiều đây là một số những cái uh, điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả anh chị em để làm sao chúng ta có thể ứng dụng cái điều này ngay để cho cái quá trình của mình và một trong những cái điều quan trọng ở trong uh, Canva đó chính là Canva hiện nay đang sử dụng rất là nhiều cái tính năng liên quan đến AI đúng không ạ? Thì uh, trong cái video tiếp theo uh, đây chúng ta tiếp tục nói về uh, cái phần um, Studio đúng không ạ? Hay còn gọi là Metrics Studio cũng được đúng không ạ? Thì đây là một bộ uh, liên quan đến đến um, giúp cho chúng ta có thể chỉnh sửa theo công nghệ AI đúng không ạ? Thì tôi nhấn mạnh với chúng ta rằng nó có những cái tính năng gì? Cái là xóa lên đúng không ạ? Đó, với cái bản Pro thì cái việc xóa lên của chúng ta trở lên quá đơn giản đúng không các bạn? Đấy, thì đây là một trong những cái tính năng mà rất là vượt trội của Canva. Chúng ta có thể dùng nó như một cái vũ khí để uh, tách được những cái đối tượng rất là nhanh nha. Chúng ta không chỉ là tách lên của ảnh đâu, chúng ta có thể tách lên cả video luôn đúng không? Tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta có một cái video này. Uh, giả sử bây giờ tôi có một cái video uh, đây nha. Uh, tôi hoàn toàn có thể tách cái video này. Đó, uh, lên này, xóa lên này. Đó, uh, bạn thấy không? Uh, như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tách được... Uh, các đối tượng của video ra đúng không các bạn đấy thì đấy là cái điều mà um, canva làm rất tốt đúng không ạ canva làm rất tốt điều này đó, các bạn có thể nhìn thấy đúng không đó. rất là dễ dàng là chúng ta có thể thực hiện những cái thao tác đúng không đó thì như vậy là chúng ta vừa được uh, nghe tôi chia sẻ là chúng ta có thể ứng dụng cái việc tách nền tách video đúng không ạ đó một điều đặc biệt nữa là chúng ta có thể tách chữ ra các bạn nhé tách chữ ra này ví dụ như này là tôi sửa ảnh nhá tôi bấm vào mục uh, chọn văn bản đúng không? Uh, đây là tôi chọn tất cả văn bản này hoặc là uh, Hoặc là một, một số phần cũng được wow. Đó Tôi chọn tất cả chẳng hạn Đấy Thì nó sẽ uh, Chọn cả cái vùng đó Và chúng ta có thể uh, Dễ dàng để có thể uh, um, Bóc ra nó ra Khỏi cái thiết kế của mình Đúng không uh, Với cái công cụ như vậy thì Cái việc uh, gọi là xóa chữ Nó trở nó lên rất là Dễ dàng hơn rất nhiều đúng không Đó thì chúng ta có thể ứng dụng Cái điều này để uh, Cho những cái thiết kế chúng ta uh, Nó mượt hơn Nó xin hơn khi mà chúng ta dùng những cái ảnh mà um, ở đâu đó đúng không ạ? Đó thì đấy là những cái thao tác mà tôi nghĩ là nó cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể ứng dụng. Ngoài những cái việc mà tách lên ra thì tất nhiên là chúng ta còn rất nhiều những cái tính năng tách khác đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn này, đúng không đấy, tách là hết chữ ra đây đúng không? Ạ? đấy, các bạn thấy không? Ví dụ, để chúng ta có thể thay được tách khác rất là dễ nha. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là chúng ta có tính năng gọi là um, tách cái ảnh ra khỏi cái, cái bách khoa nha. Tôi lấy ví dụ như này, đó. chúng ta rất là dễ dàng để chọn cái Uh, cái cấu trúc metric này đúng không ạ? Đây là gọi là uh, image metric đúng không? Tức là chúng ta có thể là uh, tách khỏi cái nền ra đúng không ạ? Đấy, đây là kiểu mà chúng ta lôi cái văn bản ra. Đấy đây là, nó đưa cái, cái cái này ra khỏi đúng không? Nó giữ lại cái background đúng không ạ? Đấy, thì đây cũng là cái cách rất là tuyệt vời để chúng ta có thể tách cái hình ảnh ra khỏi cái, cái 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 background đúng không? Điều này cho phép chúng ta làm rất là nhiều thứ. Đó, bên cạnh đó thì chúng ta có thể có rất nhiều những cái tính năng khác ở trong uh, trong Canva đúng không ạ? Đó, đặc biệt là cái bộ magic này đúng không? chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể mở rộng vùng đối tượng này, nhưng như mở rộng toàn trang này đúng không? đấy như vậy là toàn bộ cái ảnh này nó sẽ mở rộng ra đúng không? ta bình thường chúng ta vùng photoshop thì um, nó sẽ làm cho chúng ta um, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải biết nhiều về kỹ thuật đúng không? đó như với trong trường hợp canva thì uh, chúng ta có thể dễ dàng để có thể tạo ra được những cái không gian uh, mở cho tất cả chúng ta đúng không? ví dụ như là tôi đang uh, lốt đinh cái file này đó chỉ trong một chút nữa thôi là cái file này nó sẽ được thực hiện cho tất cả chúng ta tôi đang mở rộng toàn trang đúng không ạ và chúng ta có thể mở rộng trên trên hoặc dưới hoặc là tỷ lệ hình vuông đúng không đấy bạn thấy không nó có thể mở rộng chúng ta theo cái 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 concept nó gợi ý các bạn đó đấy cho chúng ta có thể chỉnh sửa theo cái ý của chúng ta thôi đúng không đấy thì canva nó dùng ai mà các bạn đây là cái việc mà chúng ta chọn lựa được theo cái ý của chúng ta cũng là một cái rất là là thú vị đúng không các bạn đấy các bạn nhé à, ngoài ra thì chúng ta còn rất nhiều những cái tính năng khác của của công nghệ AI uh, Meric Magic, Studio đúng không? Chúng ta có thể chỉnh sửa được cái cái tóc đúng không? Đấy, tóc này. Rồi chúng ta có thể chỉnh sửa bất kỳ một vị trí nào đúng không? Đấy, tôi chỉ chọn là tiếp tục chẳng hạn nhá. Tôi gọi là hair, hey, hay độ tóc đúng không? Đấy, nó sẽ nó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái bộ tóc mới đúng không các bạn? Đấy, thì như vậy là chúng ta có thể dễ dàng để có thể nâng tầm những cái thiết kế của mình lên đúng không? Đấy, chúng ta cũng nên ứng dụng thật nhiều những cái những cái Magic Studio này để chúng ta có thể ứng dụng ra À, cho mình được những cái thiết kế nhìn nó ấn tượng nó 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 thành công đúng không? đó thì các bạn nhìn thấy là tôi đang có sử dụng cái công cụ AI để có thể à, thay thế đúng không? ạ? À, cái tóc đúng không? đấy bạn nhìn thấy không? đấy rất là dễ dàng của chúng ta nhé. đó, chúng upload là xong đúng không? Đấy các bạn thấy không? rất là tuyệt vời đúng không đó như vậy là chúng ta còn một số cái công cụ nữa như là chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở dưới này nhé. Nhưng về cơ bản thì uh, xuyên suốt cái khóa học này chúng ta sẽ nói rất nhiều về sự sáng tạo và một trong những cái sáng tạo rất là đỉnh cao đó chính là chúng ta sáng tạo uh, bởi AI đúng không ạ đó uh, chúng ta có thể xóa được cái đối tượng chúng ta uh, bỏ đi đúng không uh, như cái tẩy của của photoshop ấy đúng không đấy chúng ta rất là dễ dàng để có thể thao tác được những cái điều rất là tuyệt vời và tôi tin chắc là chúng ta uh, sẽ có rất nhiều những cái 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 cảm hứng từ những cái việc này các bạn nha bạn thấy chưa đấy tách, bóc tách rất, rất là dễ dàng đúng không rồi như vậy là chúng ta vừa học một số những cái uh, um, Kỹ năng cơ bản uh, Từ cái việc là chúng ta thực hành những cái này Đúng không ạ? Và bên cạnh đó chúng ta được um, Chia sẻ thêm một cái bộ Magic Studio Rất là thần thánh đúng không ạ? Và tôi tin chắc là uh, Xuyên suốt những video tiếp theo thì chúng ta sẽ còn Học được rất nhiều điều hơn nữa và tôi chúc các bạn Thực hành và luyện tập thành công